Vâng, em Chiến xin chào tất cả các bác nha. Nay em về được hai con đẩy lừng danh của Yamaha, đó là mã model BC2002 và cá thể phát triển là BC202M. Thì hai em này có chung cấu hình như nhau, nhưng mà đời nâng cấp là BC2002M thì nó chỉ có hai đồng hồ vu. Còn đàn anh là BC2002 không có hai đồng hồ vu thì giá nó sẽ tốt hơn. Thì BC2002M có hai đồng hồ vu thì trước mắt các bác đó là giá 12 triệu. Đây là những sản phẩm hàng bãi về tuyển để các bác chơi gia đình. Đây là những con đẩy có chất âm hay và khỏe, đánh những dòng loa chơi gia đình rất là hay, ví dụ như là BMB, Boss hay là những dòng loa full 40 đô la nha các bác. Và có thể nghe nhạc với những cặp loa Boss và ghép vang hát karaoke rất là tuyệt vời. Em nó chạy 16 sò công suất, không có quạt nha các bác, nên những dòng này được anh em mưa chuộng. Chủ yếu là cái cấu hình của nó. Đây các bác có thể thấy được cấu hình của nó là được trang bị là sò hai bên, mỗi bên là 8 con và tản nhiệt mang hai bên. Rất là hiệu quả. Các bác xài nó không có nóng như những dòng kia và không gây tiếng ồn như những con đại khác. Nó đặc trưng của dòng Yamaha. Và nó có kích cấu và size rất là gấu nha. Đây là con BC2002. Hàng tuyển giá là 9 triệu nha các bác. Hai con đều có chung cấu hình như nhau. Và đây là 2002M thì nó phiên bản phát triển của 2002. Nó có hai đồng hồ vu. Nó giá là 12 triệu nha các bác. Hai em này đều có công suất như nhau, 16 sò sắt. Bác nào yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho em nha. Rất là đẹp và cực kỳ là xuất sắc luôn. Đây các bác. Nó chạy nguồn xuyến nha các bác, nguồn xuyến nha. Đây là những tản nhiệt này. Và đây cũng vậy, y chang nhau nha các bác. Chỉ là con 2000M có thêm hai cái đồng hồ vu thôi. Nếu các bác nào không chú trọng về đồng hồ vu thì các bác tiết kiệm được 3 triệu, các bác lấy con này BC2002. Đây, nhìn rất là đẹp trai và mạnh mẽ. Nhờ thiết kế rất hầm hố của nó này. Thiết kế này các bác thể liên tưởng tới những con khủng như là Aquafiber 5, nó cũng sử dụng thiết kế của Yamaha như thế này luôn nha. Và đây là phía sau của em nó đây. Tí nữa em sẽ mở bên trong các bác thấy độ mới. Còn cả quai, nó có cổng ba lăng này, cổng bông sen, cổng 6 ly cho các bác nha. Các bác lưu ý nó sử dụng điện 100V nha các bác. Hàng nội địa của Nhật, điện 100V rất là mới nha các bác. Mới kem. Đây, em có điện thoại này. Đây, các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Cái con BC2002 này là giá 9 triệu nha. Những con này chơi gia đình thì tuyệt vời, chúng ta không còn bàn tán gì luôn. Vừa êm mái, vừa hay, vừa trưng bày đẹp. Đây sẽ mời các bác xem cấu hình mặt tiền của em nó này. Hai đồng hồ vu. Em này thì 12 triệu nha. Và em này là BC2002. Em này giá 9 triệu nha. Hai em đều có cấu hình tuyệt vời. Và độ đẹp cũng như là mặt tiền rất là gấu. Và sau đây em sẽ mở nắp trên để các bác thấy được ruột gan bên trong của nó gấu như thế nào. Những dòng này đều chạy hai bo mạch nha các bác. Mỗi vế là hai bo nha. Vâng, sau đây mời các bác xem cấu hình bên trong. Các bác thấy y chang nhau. Chỉ là lên phiên bản kế tiếp là nó sẽ có đèn vô phía trước đây. Này, các bác thấy con này nó sẽ có một cái khoảng trống ở chỗ này là chỉ để lên phiên bản gắn thêm đèn vô. Đấy. Các bác thì thấy cấu hình y chang nhau, không khác gì luôn. Nên con này rất là đáng chơi. Nếu các bác nào không quan trọng hình thức thì các bác lựa chọn con này. Đây, mời các bác, nó sử dụng những dòng Yamaha nó rất là trơn chuốt nha bác. Nó dùng sử dụng hai bo cho một bên luôn nha bác. Bác thấy đây. Và cái 2002M cũng vậy, y chang nhau nha. Nguồn xuyến nha bác, nguồn xuyến. Đấy, thì các bác nào có cân đối lấy con nào thì cứ liên hệ cho em nha. Một con 9 triệu và một con 12 triệu. Giá trên em đã bao gồm phí ship rồi. Mọi chi tiết các bác cứ liên hệ cho qua hai số điện thoại này. Em gửi hàng và giao hàng tận nơi cho các bác nha. 0978 338 14 hay là 0965 77027.